Nóng sao không? Trời có 23 điểm nóng gì thường. Các bạn hư rồi, buồn quá. Tức quá cái máy kia bị nóng rồi em chuyển qua cái này. Rồi cái này nó hơi không được rõ như máy kia lắm nha các anh chị. Camera mà. Em chào anh Đỗ On. Các anh chị nghe âm thanh ổn chưa? Chào chị Cao Hoàng Lan. Chào anh Chu Phan. Hôm nay nó nóng quá nó tự rớt luôn. Đúng rồi, bên anh đang mưa á. Nên đang mưa nên nên mạng hơi yếu. Mạng mẻo chán quá. Mà nhìn bắt được con thằng lằn hết được. Rõ rồi ha, âm thanh nghe rõ luôn không? Tại vì sao cái máy kia thì chắc có lẽ là cục pin nó có vấn đề rồi, nó nóng quá. Chà anh Phong Đặng, nóng quá cái bắt đầu nó bị lắc. Em đổi máy. Chào em Vôi. OK. Xin chào Bình Dương, chào tất cả anh em trên diễn đàn. Tôi lên thì hôm nay thì tôi thấy cái diễn đàn của Bình Dương kể ra thì có mấy cái vấn đề mà các ông mai móc ra thì nhiều vấn đề để nói quá. Thế nhưng mà tôi chỉ nói sơ qua cái vấn đề này này. Theo như tôi tìm hiểu á, theo như tôi tìm hiểu đây cái thằng nó chết đấy. Là nó là như thế này, là cái thằng đó là nó chết ở nhà nó chết khoan, trước rồi. Khoan anh ơi, em nói để cho mọi người biết, có một số cái thông tin mà tôi nghe nói thôi chứ thực tế là chưa có một cái thông tin chính thức nào cả, vì nhà nước mình chưa ra thông tin chính thức như sao tôi đoán nó là như thế này. Và một số người ta nói là cái thằng ấy nó chết ở nhà nó rồi. Thế nhưng mà khi gia đình nhà nó gọi điện báo công an ấy thì công an đến. Đấy. Bình Dương nghe rõ không? Đấy. Đấy, Bình Dương là nghe không rõ à? Sao lại nghe không rõ nhỉ? Thế thì do máy của Bình Dương rồi, chứ còn mọi người đây nghe rõ mà. Mọi người anh em nghe rõ không? Nghe rõ mà. Ừ. Đấy là do cái thằng đó là nó chết ở nhà nó rồi. Thế thì nó gọi điện cho công an đến ấy.
Thì công an là người ta đến, người ta kiểm tra thì người ta mang cái xác chết của nó đi để người ta mổ, để người ta tìm ra cái nguyên nhân cái chết ấy. Thì bọn nó là nó hô hoán rồi nó hô hào mấy bọn dân chủ cũ là đưa những cái tin rồi lấy những cái xác chết đâu đấy, nó chụp ảnh rồi nó đưa lên mạng là nó đổi cho là công an đến nhà giết đấy, đến nhà giết thằng đó đấy, là như thế. Nhưng mà công an ấy thì người ta vẫn giữ cái lập trường là người ta phải mổ bằng được này, tìm ra cái nguyên nhân, nhưng mà chưa 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 tìm ra được nguyên nhân. Nên vì vậy là cho là một số cái bọn dân chủ cụi nó muốn vào nó tìm hiểu rồi nó quay phim chụp ảnh, nghe là người ta không cho vào. Thế là còn việc bọn nó tung lên mạng nó nói lung tung nên là thế này thế khác ấy. Nhưng mà tôi nghĩ theo một số người người ta phán đoán ấy là trong vấn đề này á, là một là thằng này nó lợ lần gì đó rồi nó tự tử nó chết, hai là trong cái băng đảng của chúng nó là chúng nó có khả năng là chúng nó thanh toán lẫn nhau, cho gia đình người ta là người ta gọi điện cho quan báo thì quan đến làm thôi, cho thực tế là người ta đang tìm nguyên nhân đấy, là như thế. Hoặc là cái vấn đề gì đó thì mình chưa biết, nhưng mà chắc chắn công an người ta đang tìm nguyên nhân, rồi khi nào nó ra rõ trắng đen ra đen thì người ta mới mới công bố đấy. Cho nên là cái vấn đề này là mình cứ bình tĩnh, còn bọn nó xuyên tạc thì chủ yếu là mình không cần ấy, chỉ cần nó nói ra là mình biết nó xuyên tạc rồi đấy. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á, tôi nói cho cái anh ấy là Chí Nguyễn anh hiểu là về vấn đề lá cờ này. Anh nói về lá cờ là màu vàng là màu của thời Hai Bà Trưng, thế tại sao lại lấy mà lấy cái màu vàng thời Hai Bà Trưng, biết bao nhiêu triều đại của thời kỳ Việt Nam trong thời kỳ lịch sử, tại sao không lấy cái lá cờ của thời ông vua Hùng Dựng Nước đi à, mà nói ông vua Hùng Dựng Nước. Tôi hỏi anh đấy, anh hỏi hiểu về lịch sử thì tôi hỏi anh là cái vua Hùng Dựng Nước thì dùng lá cờ gì, và đến đời lá cờ đến đời Bà Trưng thì dùng lá cờ có cái lá cờ màu vàng, có, tôi công nhận là có. Thế tại sao lại đến cái thời Ngô Quyền thì dùng lá cờ màu gì, vậy đến thời Đinh Bộ Lĩnh thì dùng lá cờ màu gì? Thế tại sao các anh không lấy những cái lá cờ của những cái màu của cái triều đại đó mà anh lại bảo là hồn thiên xuống núi thì cái lá cờ của nhà vua Nguyễn, cái thời kỳ nhà vua nhà Nguyễn, tôi nói cho anh nghe này này. Tại sao người ta gọi lá cờ là lá cờ Bác Que? Lá cờ Bác Que là thời vua Thành Thái là một Bên nước em có nghe không? Việt Nam lúc bấy giờ là cả Đông Dương là thuộc Pháp, là đất nước của Pháp. Nói thẳng lên lúc ấy là Pháp đã chiếm rồi, nó bảo đây là cái thuộc đất của nó rồi. Còn những cái nó lập ra vua ấy, cái lúc đó chẳng nữa chẳng là vua Bùi Nhìn thôi, nó nói gì là phải nghe đấy, không có quyền quyết định bất kể một cái vấn đề gì, thì người ta gọi là vua chẳng qua là vua Bùi Nhìn làm nô lệ thôi, tay sai thôi à, chứ mình là một ông vua của một nước mà không được quyết định một vấn đề Anh gì, đổi rõ máy ràng là này, ông vua Bùi Nhìn anh là đổi tay máy. sai à, thế rõ ràng là như thế. Thế cho nên là mình phải nói là cái vua của Thành Thái ấy, là sau đó là Pháp nó ban cho một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ này, là các ông bảo là lá cờ của các ông là hồn thiêng sông núi gì. Em Lúc chạm tư. cái thời kỳ năm 1945 lúc bấy giờ vua Bảo Đại đã trao ấn kiếm cho cách mạng, cho Việt Minh. Vua Thành Thái à, vua Bảo Đại đã thoái vị rồi, coi như hết thời nhà Nguyễn từ đời đó. Bây bắt đầu từ lúc đó là một triều đại khác, gọi là một triều đại khác, nhưng triều đại này là triều đại cách mạng. Nói rõ thế, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện từ năm 1930, lúc bấy giờ là do ông Nguyễn Viết Tiến gì đấy, ông ấy ở thời kỳ là Nam Bộ kháng chiến, là xuất hiện lá cờ vàng đỏ sao vàng đầu tiên ở thời kỳ đó là Nam Bộ kháng chiến. Lúc bây giờ ở Nam Bộ chứ có đầu tiên. Nhưng mà sau cái thời kỳ bị đàn áp, Nam Bộ kháng chiến lại bị đàn áp xong thì lá cờ vàng đỏ sao vàng không còn xuất hiện nữa. Đấy. Đến năm 1945, lúc đó giờ Bác Hồ là đọc tuyên ngôn độc lập là thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì lấy lá cờ đỏ sao vàng đó của Nam Bộ kháng chiến đó là lá cờ của Tổ quốc. Đấy. Nói rõ cho anh biết như thế. Đấy mới là chính thức lá cờ của nước Việt Nam mình, là người Việt Nam mình nghiên cứu ra. Đấy. Do nhân dân Việt Nam, do hàng ngũ công nông của Việt Nam là đưa lá cờ đó lên là lá cờ của Tổ quốc. Đấy. Mỗi một triều đại ta cứ cho là một triều đại đi, thì một triều đại này lá cờ khác, triều đại trước lá cờ khác, và triều đại trước nữa đều lá cờ khác, mỗi triều đại một lá cờ.
Tại sao anh ấy bảo là lá cờ thế bà Trưng có màu vàng? Đúng có màu vàng nhưng làm gì có ba sọc đỏ của cơ. Đấy, thế mới gọi là ba que. Lá cờ ba sọc đỏ là ba que ngụy nó dùng, thì gọi lá cờ ba que của bọn ngụy quân, ngụy quyền. Đấy. Đấy. Nào, lá cờ của bọn ngụy quân, ngụy quyền của các ông. Các ông thì bảo là các ông tôn thờ là việc của các ông, nhưng các ông tôn thờ ở bên Mỹ thì được, chứ Việt Nam người ta không tôn thờ. Người Việt Nam người ta mang lá cờ Tổ quốc cắm ở 200 nước trên thế giới. Đấy. Cắm ở trên Liên Hợp Quốc, được mọi nước trên thế giới này công nhận. Cái lá cờ ba que của anh bây giờ ai công nhận? Mà anh bảo lá cờ ba que của anh là hồn thiêng sông núi, hồn thiêng sông núi với cái đám đảng ba que của anh thôi. Cái đảng ba que của anh mới thờ cái cờ ba que đó thôi. Đấy. Còn đất nước Việt Nam của chúng tôi, đấy, chỉ có lá cờ Tổ quốc, là lá cờ đó do máu và nước mắt của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam đổ ra mới giành lại được. Thì em đã nói mà. Đấy, lá cờ đó mới mang lại thống nhất cho Tổ quốc Việt Nam. Đấy, lá cờ đó mới mang lại cho nhân dân Việt Nam được tự do độc lập. Đấy. Đấy. Chứ lá cờ ba que của anh làm gì được cái gì? Các anh đánh được ai? Tôi hỏi rằng là lá cờ đỏ sao vàng đã từng đánh Pháp, đuổi Nhật, đánh Mỹ, đánh Trung Quốc, đánh Campuchia và đánh cả ngụy của các anh nữa. Đấy. Còn lá cờ ba que của anh đánh được nước nào? Cái lá cờ ba que của anh chỉ là lá cờ là mang Mỹ vào đây, mang bom đạn, mang 8 triệu tấn bom đạn vào để giết dân Việt Nam. Và lá cờ ba que của anh là đi càn quét để giết nhân dân Việt Nam. Đấy. Chỉ được cái đó thôi. Chỉ có anh đánh được thằng giặc nào trên thế giới này. Đây là nói rõ là vấn đề lá cờ ba que của anh đấy. Đấy. Lá cờ của ba que của anh đánh được thằng giặc nào trên thế giới này. Đánh một nước nào là mà giết được một thằng giặc nào trên thế giới này. Toàn là giết người Việt Nam. Đó. Thế tôi hỏi các anh là đó, đó đúng là cờ đó chứ là như thế chưa? Ờ, đấy. Tôi nói vấn đề thế. Nãy thì có nhiều vấn đề bức xúc nên nói lắm. Nhưng mà bây giờ tôi lên tôi trả lời bằng hai cái vấn đề này như thế cho để cho các anh biết là giữa cái thằng kia nó chết thì tôi chỉ nghe nhưng chưa có thông tin nào chính thức vì chưa có một cái báo chính thức nào đưa ra rõ ràng. Nhưng mà cái này tôi nghĩ rằng là nhà nước Việt Nam mình đang, có nghĩa là công an người ta đang tìm cái thằng, cái người... Nếu thằng đó là người bị giết, người công an đang tìm cái thằng giết cái thằng đó, cho người ta chưa lên tiếng. Đấy, nói thế thôi. Người ta phải còn phải nghiên cứu và phải điều tra. Cái đó các ông ba dân chủ quậy mấy ông cứ đưa lên để công kiếm tiền, công đưa ba cái hình vớ vẩn này, các ông bảo là công an giết, công an nào giết. Ở nước Việt Nam này chưa bao giờ có chuyện mà công an đến nhà người ta giết. Vậy nhà người ta có một mình thằng đó. Bao nhà người ta còn có, không biết bao nhiêu người. Tại sao nhà người ta không nói năng gì mà mấy ông ba que đây các ông nói. Mấy ông dân chủ quậy toàn hô đứng lên hô hào. Nhà người ta đấy, nàng xóm người ta đấy biết bao nhiêu người. Tại sao người ta không nói? Người ta không lên mạng người ta nói đi. Nếu mà có cái trường hợp đó thật, có người nhìn thấy công an giết thật, có bằng chứng đàng hoàng thật, thì cái làng ấy nó đã loạn rồi. Cái xóm ấy nó loạn rồi, cái xã nó loạn rồi. Các anh ấy nói lung tung. Toàn mấy ông đi ra diễn ra quay clip vớ vẩn. Cũng như hôm nọ cái nhà gia đình nhà bà Huệ đấy, bà ấy quay clip lên đấy để bà vu vẹ vạ cho công an là đưa bà ra giữa rừng đổ đấy. Cho nên đủ mọi thành phần. Tôi chỉ nói một câu rõ ràng là các ông bà qua là chuyên xuyên tạc ra những cái sự thật đó để nói xấu đất nước, nói xấu nhân dân, nói xấu công an. Các ông yêu thương gì đất nước? Tôi hỏi các ông bà qua yêu thương đất nước, giúp gì cho đất nước Việt Nam này, hay là chỉ có giết dân Việt Nam thôi? Đấy. Cái lá cờ ba que của ông canh công hãnh diện đấy là giết dân Việt Nam. Đấy. Công hãnh diện là cây sẽ giết dân Việt Nam đi. Thì công hãnh diện. Còn chả thấy công đánh được cái thằng giặc nào, chả đuổi được cái lá cờ ba que của anh, chả đuổi được cái thằng giặc ngoại xâm nào. Toàn rước giặc ngoại xâm về nhà thôi để giết dân Việt Nam thôi. Thế mà canh cái hãnh diện hồn xuyên sông núi của công không biết nhục. Cái bọn ba que của ông không biết nhục à? Tôi mà là cái ba que như các ông thì tôi thắt cổ tôi chết lâu rồi. Không không để nhục nhã như các ông thế đâu. Vì tôi ít nhất tôi có cái danh dự của Việt Nam. Dù có tốt cũng không nói. Có tốt cũng không nói được. Tại ba que nó chỉ trong mắt nó nhìn tất cả mọi thứ đều là chỉ là tối thôi. Đúng không?
nói để cho các anh biết rằng là các anh ba que là xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo sự thật thì chỉ có ba que đấy, nói rõ là như thế đấy. Đu càng tụt quần bỏ chạy thì chỉ có ba que, trên thế giới này làm gì có ai có cái trường hợp đó. Nào, quay lại chửi dân, nói xấu đất nước, chửi nhân dân Việt Nam, chửi tổ quốc Việt mình là chỉ có ba que thôi. Trên thế giới này chưa có nước nào là người ta quay lại người ta chửi đất nước người ta cả, mà chỉ thấy ông ba que quay lại chửi, quay đầu chửi lại đất nước thôi, nói xấu đất nước thôi. Đấy, các ông thử thấy đất trên thế giới này có cái đảng nào như cái đảng ba que của các ông như thế không? Đấy, các ông nhìn trên thế giới này rất nhiều nước người ta sang nước ngoài đấy, như ví dụ như là tôi nói đơn giản như là mấy thằng tàu đấy, ở dân ba tàu ở hải ngoại rất nhiều, ở ngoài rất là các nước rất là nhiều, nhưng người ta có như mấy ông ba que đấy không? Người ta cũng là một nước đảng cộng sản đấy, tại sao người ta không như mấy ông ba que này suốt ngày chửi về lãnh đạo, chửi về nhân dân, chửi phá rối đất nước như các ông? Các ông là chỉ ba que là bẩn thỉu nhất, cũng là chỉ là ba que, nói cho ông biết đấy. Còn dân trong nước mà ai nghe ba que mà theo đuôi ba que, đấy là cũng là kẻ thù của nhân dân Việt Nam. Đấy, các ông ra ngoài đi, giỏi các ông cơ, nhìn ra ngoài xem có các ông hòa đi xem có mấy người là dân chủ quậy đi theo các ông không? Dạ rồi chú, anh nghĩ chung. Toàn nhân dân Việt Nam người ta yêu nước, người ta mải mê, người ta làm ăn, người ta cứ có những người ta không quan tâm đến. Nhưng mà toàn là những người yêu nước chứ không có khốn nạn như mấy ông ba que. Đấy, vừa khốn nạn, vừa ăn hại, vừa ngu dốt. Chỉ thích đi làm nô lệ mới tay sai trong ngoại bang thôi. Thế mà ông tự hào, tự hào cái gì, cái lớp cờ ba que của ông ấy. Đấy, tôi nói xin nói hết thôi, rồi bình dương cho người khác lên. Ai lên nói chuyện thì cho người khác lên, để cho người ta nói chuyện, cho mỗi người nói chuyện một ít, để cho bạn ba que biết là người dân dân Việt Nam còn rất nhiều người yêu nước. Ba que không làm gì được đâu, các ông cứ hô hào đi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Có anh Chu Phan. Dạ, có anh Chu Phan. Rồi, mời anh Chu Phan lên nói chuyện đi. Dạ, có anh Chu Phan đi. Xin chào mọi người. Rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Cái điện thoại em hơi chút xíu. Chút xíu đi Lâm An ơi, đoạn sau chút đi để cho mấy anh mấy chú chia sẻ trước đi cho những này. Nghe rõ không em? Đang thêm anh chào em nghe rõ không? Nghe được không? Nghe rõ không? Không nghe anh, không nghe. Không nghe rõ à? Anh nghe em rõ mà. Để lấy tai nghe. Anh coi lại cái mic của anh đi. Anh coi cái mic của anh lại sao anh? Bên đây không nghe. Anh nghe em rõ, để anh lấy tai nghe nhé. Để cắm cái tiền nghe. Tai nghe đâu? Dạ rồi. Dạ rồi anh, nghe rồi. Dạ rồi, nghe rõ rồi anh. Dạ nghe được rồi, em nghe được rồi. Nghe chưa? Rõ chưa? Rồi. Chào em nhá. Rồi. Dạ. Chào anh em rồi. Rồi cho anh nói chúc cái diễn đàn của em với cô Bằng Nguyên bên là đông người lắm. Chậm tí xíu. Rồi. Diễn đàn của em với diễn đàn của Bằng Nguyên là nhiều người lên lắm, ít khi anh lên lắm. Nhưng mà nay có cái anh bạn anh lên nói chuyện mấy câu anh nghe nó khó chịu, cho anh lên nói mấy câu anh xuống nhá. Nhá, nghe được không? Nghe được chưa?
không rõ là nghe được không em? Không được rồi. Dạ, chào anh. Nghe được không? Nghe rõ mọi người nghe rõ không? Nghe có rõ không? Nghe rõ này, mọi người nó nghe rõ dạ. Này. Em nghe được không? Bình Dương nghe được không? Dạ, dạ rồi. À, rồi, khỏi. Dạ, nghe rõ, nghe rõ. À, rồi rồi, cho anh chào anh các chị diễn đàn nhá. Chào Bình nghe Dương, được, chào. Nghe được anh, nghe rõ rồi, nghe rõ rồi, nghe rõ anh. Rồi rồi rồi. Anh chào Bình Dương, anh chào không, anh. Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi mà. Rồi rồi. Được. Anh nói được chưa? Nói được chưa? Nghe rõ rồi anh nghe, anh nghe rõ rồi anh, nghe rõ. Nghe rõ rồi, nghe rõ. Chào các anh, nghe được rồi, nghe được. Chào anh Lê Nguyễn, chào Trần Siêu. Nói chung là nói về cái anh hôm nãy, anh ấy nói cho tôi nói mấy câu để cho anh hiểu rõ. Thứ nhất là nói về lá cờ ba que thì nói cho các anh bạn hôm nãy anh tên là gì anh không biết, là Bình Dương nhỉ? Cái anh hôm nãy anh lên diễn đàn anh gì không biết. Dạ. Dạ rồi, anh nói đi anh. Thì trước hết trả anh lời anh cái anh bạn hôm nãy về cái lá cờ ba que nhá. Cái lá cờ ba que nó bị chết hai lần rồi. Thứ nhất là năm 45 là ông Báo Đại đã giao cho ông Nguyễn Huy Hiệu năm 45 thì ấn kiếm rồi con dấu ấn kiếm rồi đã giao cho chính quyền cách mạng rồi, là một lần năm 75 là ông Dương Minh đã đầu hàng giao chính quyền Việt Nam Cộng Hòa dạ, cho chính quyền mặt trận Việt Nam rồi, thì cái lá cờ nó chết anh rồi thì thôi chứ làm chi. Mọi người nghe rõ không? Bình Dương nghe rõ không em? Thứ nhất là lá cờ thì nó đã được hai lần nó được giao đến chính quyền cách mạng rồi, năm 45 thì giao cho ông Trần Huy Hiệu đại diện đến chính quyền Hồ Chí Minh, năm 75 thì ông đại tướng Dương Minh cũng giao cho chính quyền mặt trận giải phóng miền Nam rồi, là vấn đề về lá cờ. Còn cái vấn đề về pháp luật ý, thì để nói cho các anh bạn hiểu cái này, pháp luật Việt Nam anh muốn biết nó nghiêm minh không anh tìm hiểu trên sách vở, pháp luật Việt Nam là phổ biến trên toàn cầu toàn nước mà anh hỏi gì nữa, anh hỏi chúng tôi với anh Quốc Dũng với anh Bình Dương với anh Bằng Nguyên thì chúng tôi chỉ trả lời cho ông cảm nhận của tôi, chúng tôi đâu phải chuyên gia về luật đâu mà hỏi chúng tôi. Còn pháp luật Việt Nam là nó khẳng định là nó rất là nghiêm minh nhưng nó mang chất nhân đạo, giáo dục con người là chính thôi. Đó là tôi trả lời cho bạn về hai cái, một là cái lá cờ, hai nữa là cái vấn đề pháp luật. Cái thứ ba nữa là trả lời anh cái vấn đề là cái anh Huỳnh Văn Tuấn thì chết ở trong đồn công an ấy. Thì nói cho anh khách mời nãy nghe là trước khi anh muốn biết cái anh này bạn này tự sát chết hay là công an nó chết thì anh phải lập luận rằng cái người đó là tội gì ấy, là cái bản thân người đó có phải đối thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam, có phải đối thủ chính quyền đâu mà ta thủ tiêu đó. Nói về tai nạn lao động không phải, nói về tai nạn không lao động không phải, một người công an ta hỏi cung một người phạm nhân người ta phải được cấp trên điều động, thời gian hỏi cung là bao nhiêu, vấn đề hỏi cung là vấn đề gì, chứ không phải là đi hỏi cung người ta đè người ta cắt cổ người ta chết, nói tầm bậy nhanh, nói tầm bậy. Cái việc mà anh tự sát cắt cổ anh chết, anh dùng dao giấy chết trong trại giam là cái việc làm là nó có logic, chứ không có một người công an đi hỏi cung một người công dân bình thường, ta chưa có tội, ta chưa được tòa án kết tội đi đè người ta cắt cổ người ta chết. Nói chuyện như các anh nãy là anh nói chuyện không có đạo đức. Đó là cái vấn đề anh Huỳnh Văn Tấn, là theo tôi nghĩ là như vậy, anh tự sát anh chết, anh lấy dao dọc giấy anh chết là đúng. Không có người công an đi hỏi cung người ta chưa ra tòa, người ta chưa có tội rõ ràng đi đè ra cắt cổ cho người ta chết. Còn cả đất nước Việt Nam, cả chế độ thì ám sát một con người như vậy là không đáng ám sát. Nó thiếu cách ám sát và ta phải làm cắt cổ cho người đó chết. Đó là cái vấn đề mà cái anh Huỳnh Văn Tấn chết ở trong đồn công an. Cái vấn đề là ta nói thêm cái vấn đề là trưng cầu dân ý cho các bạn nãy biết này. Trưng cầu dân ý chỉ khi nào đất nước mà ngàn chân keo sợi tóc, các phe đảng đấu đá nhau, thì người dân muốn chọn một đảng phái nào để lãnh đạo nước thì ta mới trưng cầu dân ý. Không có khi nào mà tự nhiên đất nước mà đang lãnh đạo dân đang sống yên ổn thì tự nhiên trưng cầu dân ý cả. Cái chuyện trưng cầu dân ý ai thắng ai thua thì chúng tôi không nói. Nhưng mà nói cho cùng là 97 triệu dân Việt Nam đang sống bình thường, không có khi nào chính quyền nào trưng cầu dân ý trong cái chuyện này cả. Cho nên là bạn lên đây bạn cứ dấm dớ, bạn hỏi vớ vẩn vấn. Người khôn thì không là khôn, dại không dại dại là cứ lên hỏi bạn Bình Dương. Nói theo anh là những người như vậy Bình Dương bữa sau cho người ta nói ít thì nên cho người ta xuống đi, nói nhiều nó sinh ra bực mình lắm.
Thì anh Hải Nguyễn hôm nay nói rồi, em nghe rõ không? Nghe rõ mình chưa? Mọi người nghe rõ không? Có nghe rõ không em? Không ra trả lời mình. Có nghe rõ mình chưa? Mọi người nghe rõ không? Nói từ nãy không biết có ai nghe được không nghe được. Dạ rồi không? Anh nghe vẫn rồi. À, rồi rồi rồi, cảm ơn mọi người, mọi người nghe rõ ok cái thì biết được rõ nói tiếp. À rồi rồi, thì bây giờ cái vấn đề là mình chỉ nói mấy ý đó thôi. Một là nghe cái rõ lá anh, cờ. nghe rõ anh. À, rồi rồi rồi, một là mình nói cái lá cờ thì phải trả lời, rồi hai đó là nói vấn đề pháp luật. Cái thứ ba đó là mình nói cái vấn đề là cái anh Huỳnh Văn Tấn chết rồi đồn công an là lý do anh tự sát chết là đúng, chứ không thể Rõ đủ pháp luật đâu. rõ anh, tại máy em nó hơi bị chậm một chút á. Rõ em Rồi nghe rõ. rồi rồi, rồi. Còn cái vấn đề là pháp luật của nguyên minh không phải do cái nhìn nhận của mỗi người, chứ anh không hỏi chứ anh em tôi trên diễn đàn là còn vấn đề là trưng cầu dân ý thì cũng nói cho các anh bạn này biết là các anh một số người không thể yêu cầu đất nước trưng cầu dân ý được. Các anh nói chuyện phi lý lắm, đất nước yên ổn làm ăn sao bắt dân tộc tôi trưng cầu dân ý được, chỉ ngơ ngẩn các anh hỏi câu đó thôi. Thì thôi thì bây giờ thì cũng cảm ơn anh Hải Nguyễn, cảm ơn anh Trần Siêu, cảm ơn mọi người đã nói rồi, tôi chỉ nên tôi nói thêm mấy ý vậy thôi. Thì cho anh xuống đi, cho người khác lên ta nói nhá, mình riêng nhá. Rồi, chào các anh chị diễn đàn nhá, chào mọi người nhá, bây giờ chào từng người, không chào được chào chung chung vậy thôi, chào bình dương nhá. Thế cho anh xuống nhá, rồi cho anh xuống nhá, rồi rồi anh xuống, rồi chào cả nhà nhá, cảm ơn nhiều nhá. Dạ rồi anh. Dạ rồi em. Tại cái mạng em bây giờ nó cái máy nó hơi chậm tiếng nói các anh chị ơi, cho em ốp đi chứ la gì khó chịu quá. Tại vì tiếng nói nó bị chậm. Xin lỗi các anh chị.